Thưa quý vị, trạm đo mưa tự động mang tên V-Rain được Công ty Tư vấn và Phát triển Kỹ thuật Tài nguyên nước nghiên cứu và phát triển đã góp phần rất lớn trong cảnh báo mưa lũ, giúp người dân chủ động ứng phó khi có mưa lũ, qua đó giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong bối cảnh mạng lưới trạm đo mưa ở nước ta còn thưa và hoạt động thủ công, nhiều nơi tuy có trạm đo tự động nhưng chỉ sau một thời gian bàn giao đã phải dừng hoạt động do thiếu sự chủ động về công nghệ. Ông Văn Phú Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tư vấn và Phát triển Kỹ thuật Tài nguyên nước đã phối hợp với một đơn vị vi mạch để chế tạo ra bộ truyền dữ liệu Data Logger làm nhiệm vụ nhận tín hiệu từ cảm biến đo mưa, sau đó chuyển tín hiệu về nền tảng máy chủ. Trạm đo mưa V-Rain được thiết kế rất gọn nhẹ bởi thiết bị được thiết kế chỉ để chuyên đo mưa, không đo kèm các yếu tố khác như độ ẩm hay gió và được hoạt động với công nghệ sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam. Việc làm chủ công nghệ từ khâu nghiên cứu, lắp đặt sẽ mang đến tính chủ động trong bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa thiết bị, qua đó tăng tuổi thọ sử dụng và tối ưu hóa hiệu quả của thiết bị. Ngoài ra, ưu điểm vượt trội của trạm đo mưa V-Rain nằm ở chỗ tiêu thụ điện năng rất thấp và mỗi trạm đo mưa đều có pin năng lượng mặt trời để phục vụ cho hoạt động của trạm. Từ khi nghiên cứu thành công và đưa vào sử dụng vào năm 2016, đến nay, trạm đo mưa tự động V-Rain đã được lắp đặt ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước với trên 2.500 trạm đo mưa tự động chuyên dùng. Số liệu của V-Rain trở thành số liệu đo mưa của cả quốc gia và được chia sẻ rộng rãi đến với người dân qua app trên nền tảng di động. Tại công ty luôn có bộ phận trực vận hành 24/7 và công cụ phần mềm giám sát trực tuyến nhằm kịp thời phát hiện và xử lý sự cố tại các trạm đo mưa. Một cái thiết bị đo mưa gì như vậy thôi, nên là các cảm biến đó là một phương tiện đo cũng như các căn cái là như vậy, bắt buộc nó phải chuẩn. Như vậy chúng tôi phải kiểm định, phải hiểu chuẩn theo quy định, đúng quy định của Bộ Tài nguyên Môi trường về cái quản lý cái trạm đo mưa, cũng như là của Tổng cục Đo lường chất lượng trước đây là về cái kiểm định cái phương tiện đó, chúng tôi tuân thủ. Vì chúng tôi nghĩ rằng cái số liệu nó phải chính xác. Chứ còn cả duy trì hoạt động liên tục thì được, nhưng mà số liệu có đúng hay không là một cũng là một câu chuyện. Cho nên chúng tôi phải đảm bảo vừa chất lượng hoạt động liên tục nhưng mà số liệu phải chính xác. Sự vào cuộc của Công ty Tư vấn và Phát triển Kỹ thuật Tài nguyên nước trong nghiên cứu và ứng dụng các thiết bị quan trắc tự động đã phần nào cho thấy tính hiệu quả trong việc khối tư nhân tham gia vào ngành khí tượng thủy văn. Đây cũng là tính tất yếu và cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dự báo của ngành trong bối cảnh hiện nay. Khi mà các cái công ty tham gia vào trong cái lĩnh vực khí tượng thủy văn thì nó sẽ tạo nên một cái sân chơi, một cái thị trường về trong cái lĩnh vực khí tượng thủy văn. Thì rõ ràng khi mà cái nhu cầu của xã hội ngày càng nhiều đối với các sản phẩm khí tượng thủy văn, các công ty đầu tư vào nhiều hơn thì sẽ thu hút một cái nguồn lực lượng lao động chất lượng cao trong cái ngành khí tượng thủy văn này. Và với cái những lý do như vậy thì nó sẽ thúc đẩy toàn bộ cái ngành khí tượng thủy văn. Biến đổi khí hậu đang ngày càng diễn biến khó lường với những hình thái thời tiết dị thường xuất hiện nhiều hơn. Sự chung tay của khối tư nhân đồng hành với nhà nước sẽ mang lại tính tự chủ về mặt công nghệ, tự động hóa, qua đó giúp nâng cao chất lượng dự báo trong bối cảnh hiện nay.